Thưa quý vị, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang đứng trước một thách thức mới. Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang gia tăng khi mà vào ngày hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ba công ty Mỹ vào danh sách trừng phạt. Trước đó thì chính quyền Mỹ cũng có các động thái áp thuế bổ sung lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Các biện pháp trả đũa qua lại về thương mại là những diễn biến mới nhất trong mối quan hệ vốn nhiều thăng trầm giữa hai nước, bất chấp các nỗ lực hạ nhiệt gần đây. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua cho biết sẽ cấm một số công ty Mỹ thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc, bao gồm cả việc bán vũ khí cho Đài Loan Trung Quốc và cấm đầu tư mới vào Trung Quốc. Một số công ty Mỹ đã bị đưa vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy, bao gồm General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamic Land System và Boeing Defense Space Security. Các công ty này sẽ bị cấm tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc và bị cấm thực hiện đầu tư mới vào Trung Quốc giám đốc điều hành cấp cao của cả ba công ty trên đều bị cấm vào Trung Quốc, trong khi giấy phép lao động của họ sẽ bị thu hồi, kể cả giấy dạng du khách và cư trú tạm thời. Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc còn cáo buộc công ty Kaplak của Mỹ lách quy định về danh sách thực thể không đáng tin cậy và các quy định liên quan khác để chuyển giao hàng hóa mua từ Trung Quốc sang các công ty trong danh sách trừng phạt. Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo nếu công ty Kaplak không nhanh chóng thực hiện các biện pháp đảm bảo họ sẽ áp dụng các quy định như với các thực thể không đáng tin cậy. Trước đó, và tuần trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng thông báo tăng mạnh thuế đối với nhiều loại mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như xe điện, chip máy tính và sản phẩm y tế. Trong đó, thuế xe điện tăng gấp 4 lần, lên mức hơn 100%. Các biện pháp đánh thuế mới sẽ tác động đến 18 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Phản ứng trước quy định trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc phản đối việc đơn phương áp đặt thuế quan của Mỹ, đồng thời kêu gọi Mỹ hủy bỏ các biện pháp này. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được châm ngòi từ động thái áp thuế bổ sung của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc vào tuần trước. Và đồ thị bên cạnh tôi đây minh họa cho thuế xuất hiện tại và sau khi tăng, cùng thời gian áp dụng theo kế hoạch mới của Nhà Trắng. Từ đồ thị thì có thể thấy rằng thuế mới của ông Biden nhắm tới các lĩnh vực quan trọng như xe điện, chất bán dẫn, pin xe điện và linh kiện pin. Cụ thể thì Mỹ sẽ tăng thuế từ 25% lên 100% đối với xe điện, 7,5% lên 25% với pin lithium cho xe điện, từ 25% lên 50% với thành phần quang điện dùng để chế tạo các tấm pin mặt trời, từ 0% lên 25% với một số khoáng sản quan trọng. Mức thuế với một số sản phẩm như là thép, nhôm sẽ là 25%. Các loại thuế mới và thuế tăng thêm mới được Nhà Trắng công bố nằm trong mục 301 quy định cho phép chính phủ Mỹ điều tra và phản ứng với các hành vi thương mại không công bằng của các quốc gia khác. Và thuế quan theo mục 301 với hàng Trung Quốc được công bố lần đầu tiên bởi chính quyền cựu Tổng thống Trump vào năm 2018, châm ngòi cho cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cho đến hiện tại, thuế quan theo mục 301 áp dụng với khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ và mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới từ lâu luôn đóng vai trò quan trọng tới các giao dịch kinh tế, sự ổn định của chuỗi cung ứng và quá trình phục hồi toàn cầu. Do đó, những căng thẳng thương mại mới giữa Washington và Bắc Kinh được giới chuyên gia lo ngại sẽ có những tác động nhiều mặt đến kinh tế hai nước và toàn cầu, nguy cơ tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế thế giới trong năm nay và tạo ra các bất ổn về lâu dài. Để mô tả về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hiện tại, trang The Conservation cảnh báo một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc có thể gây tổn hại cho người tiêu dùng Mỹ. Trung Quốc ngay lập tức cho biết phản đối việc tăng thuế và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa kiên quyết. Về vấn đề này, trang The Diplomat cho rằng sẽ không có chiến tranh thương mại Mỹ-Trung trong năm nay, nhưng có sự không chắc chắn về triển vọng quan hệ thương mại trong năm 2025. Trang báo nhấn mạnh, căng thẳng mới giữa Mỹ và Trung Quốc khó có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện nhưng khiến tình hình thêm bất bình. Đặc biệt là trong trường hợp Mỹ có thể sẽ có sự thay đổi lãnh đạo trong cuộc bầu cử sắp tới. Đối với các lĩnh vực cụ thể, trang Japan Times cho rằng cách tiếp cận ngày càng mang tính đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đặt ra hai rủi ro cho chuyển đổi xanh. Thứ nhất là tác động đến khả năng tiếp cận nguyên liệu thô cho sản xuất công nghệ xanh. Thứ hai làm tăng giá cả của các sản phẩm năng lượng sạch, làm chậm quá trình chuyển đổi sang công nghệ sạch hơn. Phân tích chi tiết hơn về vấn đề này, trang Reuters cho biết Căng thẳng thương mại về công nghệ sạch giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có thể làm tăng chi phí của xe điện, pin và phần cứng xe điện khác, khiến giá xe điện nói chung ở mức cao. Ở mức độ rộng hơn, động thái áp thuế bổ sung của Mỹ với một số sản phẩm nhập khẩu của Trung Quốc có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại Trung Quốc Liên minh châu Âu, nhận định từ trang CNN. Trang báo trích dẫn nhận định một số chuyên gia cho biết, việc tăng thuế của Mỹ đối với xe điện Trung Quốc sẽ khiến EU dễ dàng hơn trong việc áp dụng mức thuế lên tới 30%, gấp 3 lần mức hiện tại đẩy căng thẳng thương mại EU Trung Quốc tăng cao. Về quy mô toàn cầu, trang viện doanh nghiệp Mỹ nhận định một cuộc chiến thương mại Mỹ Trung mới sẽ khiến tất cả chúng ta phải trả giá. Bài báo cho rằng căng thẳng giữa hai nền kinh tế đầu thế giới là điều không tốt cho triển vọng kinh tế thế giới và đặc biệt là tiên xấu đối với nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc. Chi phí nhập khẩu cao hơn cũng có thể là một nguồn khác gây áp lực lạm phát thế giới giới chuyên gia nhận định sự leo thang trong quan hệ thương mại song phương này sẽ thử thách sự ổn định tương đối hiện có giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới và được xem như một phép thử để kiểm tra mong muốn chung của cả hai nước nhằm tránh để mối quan hệ trở nên xấu đi hơn nữa và trong bối cảnh đó các chuyên gia nhấn mạnh các bên liên quan nhất là giới doanh nghiệp sẽ phải có những tính toán và phản ứng chủ động để quản lý rủi ro xung quanh cạnh tranh chiến lược mỹ và trung quốc